Việt Trinh, tôi trầm cảm khi con trai nguy cơ mắc ung thư. Diễn viên Việt Trinh cho biết cô từng rơi vào trạng thái trầm cảm, hoang mang, lo lắng cực độ khi con trai có nốt ruồi lạ trên da, phải làm sinh thiết vì nghi ung thư. Việt Trinh kể năm 2021 cô từng gặp cú sốc lớn. Một lần phát hiện con trai có nốt ruồi hình dạng khác lạ trên da, cô đưa bé tới bệnh viện và được bác sĩ yêu cầu phải theo dõi, tái khám một tháng một lần. Nữ diễn viên cho biết khi đó cô đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ, liên tục hỏi bác sĩ về các nguy cơ có thể xảy ra với bé Thiện Nhân. Khi được khuyên để chắc chắn con có bị ung thư không thì nên làm sinh thiết, Việt Trinh thực sự hoảng sợ. Theo người đẹp, suốt thời gian chờ kết quả khám bệnh của con, cô như ngồi trên đống lửa, tim muốn vỡ tan. Tình trạng căng thẳng thần kinh cao độ khiến Việt Trinh rơi vào trạng thái trầm cảm lúc nào không biết. Ngày nhận kết quả khám bệnh của con, tôi không dám mở toang ra xem mà chỉ hé hé, nhí nhí tờ giấy. May mắn, kết quả âm tính, con tôi không mắc ung thư, Việt Trinh nói. Mừng con khỏe mạnh nhưng nữ diễn viên không thoát được chứng lo âu thái quá, bất ổn về tâm lý vì đã mắc trầm cảm. Theo Việt Trinh, cô trải qua những ngày sống trong sợ hãi, tâm lý thất thường. Lúc vui lúc buồn, luôn nghĩ mình mắc bệnh này bệnh kia. Trầm cảm quả thực rất kinh khủng, những ai mắc rồi mới có thể hiểu và cảm thông cho người bị bệnh này, Việt Trinh cho biết. Người đẹp Tây Đô kể thời gian mắc trầm cảm, cô chỉ muốn giam mình trong bốn bức tường, không trò chuyện, tiếp xúc với ai. Người thân, bạn bè thấy Việt Trinh không ổn, chủ động rủ cô ra ngoài cà phê, dạo bộ cho khuây khỏa nhưng cô đều viện cớ từ chối vì không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Có lúc tôi nhận lời gặp bạn bè nhưng phút cuối lại hủy. Tôi âm thầm chiến đấu một mình với bệnh trầm cảm. Giấu cả con trai vì không muốn gây ảnh hưởng tiêu cực đến bé. Sau này, nhờ phước lớn, tôi gặp được bác sĩ giỏi, chuyên chữa trầm cảm nên bệnh tình dần thuyên giảm. Hiện tôi vẫn phải uống thuốc để tránh bị tái phát, Việt Trinh nói. Theo nữ diễn viên, vì sức khỏe tinh thần không ổn, cô đã chuyển từ quận 8 về sống tại nhà vườn ở Bình Dương để gần gũi thiên nhiên, cây cỏ, hít thở không khí trong lành, tự chữa lành, tìm lại cân bằng, kết nối giữa thân và tâm. Tôi nhận ra việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp cải thiện, làm dịu tâm trí rất nhiều. Bên cạnh đó, nhờ giải nghệ, không còn làm diễn viên. Tôi có thời gian tập thể dục, ăn ngủ điều độ, uống thuốc đúng giờ để kiểm soát trầm cảm vì không còn phải đi sớm về khuya như trước. Sau hơn một năm, tinh thần tôi hồi phục dần, Việt Trinh cho biết. Việt Trinh kể về thời gian bị trầm cảm. Theo diễn viên, dù không còn hoạt động nghệ thuật, cô vẫn kinh doanh, bán hàng online để có thu nhập lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Việt Trinh tiết lộ bé Thiện Nhân sống cùng mẹ nhưng vẫn được bố ruột yêu thương, quan tâm, hỏi han mỗi ngày. Người đẹp cho biết sau chia tay, cô và người cũ giữ mối quan hệ như bạn bè, thỉnh thoảng trò chuyện, trao đổi về việc học hành của con trai chung. Từ trước đến giờ tôi hiếm khi nói về chuyện tình cảm cũng như mối quan hệ với người cũ vì sợ ồn ào, bị soi mói không hay. Tôi nhận ra nếu muốn sống bình yên thì có hai vấn đề tuyệt đối không nên khoe khoang là chuyện tài sản và đời sống cá nhân, Việt Trinh nói. Ở tuổi 52, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng một thời vẫn được nhiều người khen trẻ, đẹp và khuyên nên tìm một người đàn ông để bầu bạn, chia sẻ vui buồn. Dù vậy, Việt Trinh nói cô hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại, không còn màng tới chuyện yêu đương trai gái vì ngại rước thêm phiền muộn, rắc rối cho mình. Lúc trẻ, tôi từng nghĩ tình yêu đôi lứa rất quan trọng nhưng giờ tôi học cách buông bớt những ham muốn, dừng lại nhận diện những điều cần thiết trong cuộc sống. Tôi chú trọng chăm lo sức khỏe tinh thần nhiều hơn vẻ ngoài và dễ dàng tìm được hạnh phúc, bình yên khi ở bên con trai, bạn bè, Việt Trinh nói. Nữ diễn viên cho biết sau khi vượt qua chứng trầm cảm, tìm lại niềm vui trong cuộc sống, cô muốn giúp đỡ những người cũng đang gặp bất ổn về tinh thần được chữa lành, biết cách chăm sóc bản thân để sống khỏe mạnh, hạnh phúc hơn. Mới đây, Việt Trinh bàn với biên kịch Châu Thổ xây dựng dự án 24 giờ gieo hạt yêu thương. Dự kiến mỗi tháng tổ chức một lần. Diễn viên giữ vai trò người tổ chức, kết nối với các chuyên gia tâm lý, bác sĩ thực hiện những cuộc trò chuyện giải đáp những khúc mắc của mọi người trong công việc, tình cảm gia đình. Theo Việt Trinh, khi tham gia chương trình, các vị khách sẽ cùng nhau trải qua 24 giờ gần gũi với thiên nhiên thông qua những buổi ngồi thiền, tập yoga tại một resort nhiều cây xanh, cảnh quan đẹp ở Bình Dương.
nghệ sĩ Phước Sang vừa hồi phục sau lần đột quỵ thứ ba đã nhận lời tham gia số đầu tiên của 24 giờ gieo hạt yêu thương do Việt Trinh tổ chức. Hôm 1 tháng 6, Phước Sang vừa có buổi trò chuyện cùng Việt Trinh và biên kịch Châu Thổ tại địa điểm dự kiến sẽ diễn ra chương trình này. Điều đặc biệt là ông chủ trì Giọt cũng là một người từng bị trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực, sau hồi phục nhờ rời thành phố về sống trong không gian trong lành, gần gũi thiên nhiên, Việt Trinh nói. Việt Trinh sinh năm 1972, là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với các bộ phim như Ngọc Trong Đá, Sao Em Vội Lấy Chồng, Người Đẹp Tây Đô. Cô hoạt động cùng thời Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Mộng Vân. 30 năm trước, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Việt Trinh đắc sâu làm mẫu chụp ảnh lịch. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn của cô từng khiến nhiều người say đắm. Gặp nhiều sóng gió tình cảm, nghệ sĩ rút khỏi làng giải trí một thời gian. Nữ diễn viên tái xuất từ năm 2008 với vai diễn trong bộ phim Phật Giáo Duyên Trần Thoát Tục. Việt Trinh từng có thời gian chuyển hướng làm đạo diễn. Cô hợp tác với biên kịch Châu Thổ làm một số phim như Trở Về, Trót Yêu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.